quý vị đại biểu. Thưa toàn thể chị em, trong không khí cả nước thi đua chào mừng ngày 20 tháng 10, hòa cùng niềm vui, sự phấn khởi ấy, hôm nay, câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô long trọng tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Thay mặt cho câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô hôm nay, tôi xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị, đặc biệt là chị em phụ nữ, những lời chào mừng, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã hun đắp nên con người Việt Nam với những phẩm chất rất là tốt đẹp. Đó là sự gắn kết cá nhân, gia đình, làng xã, tổ quốc, là tinh thần anh dũng, kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử đó, với thiên chức làm mẹ, vai trò làm nội tướng trong gia đình và công dân của xã hội, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn, trao truyền, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp thầm lặng đó đã kết tinh nên những phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam: yêu nước, anh hùng, đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung và giàu đức hy sinh. Lịch sử Việt Nam luôn ghi nhận phụ nữ là nguồn hạnh phúc, chăm sóc chồng con, đỡ đần cha mẹ già yếu, là chỗ dựa cho gia đình trong nhiều phương diện cuộc sống và chiếm vị trí quan trọng trong mọi tầng lớp người Việt. Từ ngàn xưa, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được dân gian tôn vinh gần gũi và đầy tình yêu thương, đó là trưng vương của những năm 40, đã chứng tỏ tinh thần bất khuất của người phụ nữ trong thời kỳ đầu giữ nước. Đồng hành cùng hai bà còn có sự phụ giúp của 36 nữ tướng kiệt xuất như Lê Chân, Thiều Hoa, Thánh Thiên, Lê Thị Hoa. Đó là những người phụ nữ được nhiều đời truyền tục như nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, rất giỏi thơ văn. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có tài thơ văn cả về chữ Nôm và chữ Hán. Bà huyện Thanh Quan được mời làm cung trung giáo tập, dạy cung phi và công chúa trong cung. Cùng với biết bao người phụ nữ anh hùng được lưu danh sử sách, đã chung tay góp sức dệt gấm theo hoa, làm nên cái đẹp và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Đất nước bước sang trang sử mới. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi nam nữ bình quyền. Đảng ta sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ Đảng phải giải phóng cho phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử trọng đại này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với phong trào của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội Phụ Nữ được rèn luyện, trưởng thành qua từng thời kỳ cách mạng, gắn liền với sự lớn mạnh và phát triển của cách mạng Việt Nam. Từ đây, phụ nữ Việt Nam đã có tổ chức riêng của mình, có vị thế trong lịch sử dân tộc. Ngay sau khi ra đời, tổ chức Hội Phụ Nữ đã tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở Đảng, làm giao thông liên lạc và phát động chị em tham gia đấu tranh chống bọn chủ bóc lột, đòi quyền lợi hàng ngày, tham gia giải truyền đơn, diễn thuyết, cắm cờ cách mạng, tiến lên khởi nghĩa cướp chính quyền, góp phần to lớn, làm nên cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho toàn dân tộc, đem đến sự đổi mới cho phụ nữ từ thân phận nô nệ trở thành người làm chủ xã hội, phát huy tài năng tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội. Trong phong trào đấu tranh cách mạng, người phụ nữ Việt Nam càng bừng sáng lên phẩm chất phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Cuộc cách mạng chống Pháp và chống Mỹ, biết bao bà mẹ đã không chỉ một lần gạt nước mắt tiễn chồng con ra trận. Có những bà mẹ đã thức thâu đêm, vá áo cho chiến sĩ, đào hầm để nuôi dấu cán bộ cách mạng từ lúc tóc còn xanh cho đến khi phơ phơ đầu bạc. Hàng triệu phụ nữ gia nhập lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong,
dân công hỏa tuyến, quân dân du kích, trong số đó có hàng ngàn người con ưu tú đã nằm xuống cho khát vọng tự do. Bom đạn đã cướp đi 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, 12 cô gái Trảng Bom, các chị ra đi vào độ tuổi xuân thì với rạng rỡ bao hoài bão và ước mơ bình dị sáng trong. Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam cùng lòng anh hùng quả cảm đã đi vào thơ ca, huyền thoại. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu đã được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như chị Nguyễn Thị Chiên, chị Hồ Thị Bi, nữ quân báo Lê Thị Tạo. Những tên tuổi còn lưu danh muôn đời đó là mẹ Suốt, chị Út Tịch, các chị Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu, chị Mạc Thị Bưởi, Trần Thị Lý, chị Võ Thị Thắng, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, vân vân. Trải qua các thời kỳ vẻ vang của cách mạng, 92 năm qua kể từ ngày thành lập với nhiều tên gọi khác nhau, tiền thân là Phụ Nữ Giải Phóng, đến nay là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam luôn giữ vững được vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ. Qua các giai đoạn và các nhiệm kỳ đại hội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã khởi xướng và phát động các phong trào, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đó là phong trào Năm Tốt của Phụ Nữ Miền Nam và phong trào Ba Đảm Đang của Miền Bắc, các phong trào Người Phụ Nữ Mới Xây Dựng và Bảo Vệ Tổ Quốc, cuộc vận động Phụ Nữ Giúp Nhau Làm Kinh Tế, Nuôi Dạy Con Tốt, Góp Phần Hạn Chế Trẻ Em Suy Dinh Dưỡng, v.v. Và nhiều những phong trào khác như phong trào Phụ Nữ Tích Cực Học Tập, Lao Động, Sáng Tạo, Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, hoặc là phong trào Mái Ấm Tình Thương, hoặc là phong trào Xây Dựng Gia Đình 503 Sạch, v.v. Và đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể chị em thân mến, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô luôn kiên cường vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ trong lao động sản xuất, đảm đang khéo léo trong việc nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Vâng, là một câu lạc bộ Gái Dâu Họ Ngô huyện Kiến Thụy còn non trẻ, với những bước đi đầu tiên dưới sự chỉ đạo của các anh chị Hội đồng Họ Ngô huyện Kiến Thụy, câu lạc bộ đã quyết tâm giữ vững những quy chế của câu lạc bộ, đã kết hợp chặt chẽ cùng câu lạc bộ Tuổi Trẻ Họ Ngô Kiến Thụy để kết nối hội tụ những người trẻ tuổi là con trai, con gái, con dâu Họ Ngô có tâm, có tầm, có điều kiện để tham gia góp phần làm việc họ. Hai câu lạc bộ đã phối kết hợp cùng nhau làm kinh tế, chia sẻ cách nuôi dạy con cái, thăm hỏi ốm đau các thành viên, thăm viếng. Và là những người con dâu, con gái, con trai Họ Ngô đã tích cực thường xuyên, tích cực kiện toàn ban chấp hành, đẩy mạnh việc vận động kết nối phát triển hội viên tham gia vào hai câu lạc bộ trên để phát triển chất lượng hơn nữa về quy chế của câu lạc bộ. Vâng, chúng ta luôn cảm thấy tự hào về các mẹ, các chị, các em của mình. Họ là những hiện thân của tam tòng tứ đức, là những tấm gương sáng, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Để tiếp tục phát huy những phẩm chất truyền thống vẻ vang ấy, tôi mong muốn chị em Gái Dâu Họ Ngô hãy cùng nhìn lại và ngẫm lại hình tượng của người phụ nữ Việt Nam, để trước hết chúng ta hãy trân trọng, vinh danh họ và cũng để khẳng định một điều: giữa bao nhiêu mưa nắng đời thường, phụ nữ vẫn là hoa, là thiên thần của đất. Dẫu ngày mai mặt trời có tắt, hãy gọi tên phụ nữ như ngọn đuốc của niềm tin. Tôi cũng xin gửi tới một nửa thế giới, chính là các anh, những người chồng, người cha, rằng đằng sau thành công của người đàn ông luôn có hình dáng của một người phụ nữ. Hãy biết trân trọng và nâng niu, che chở người phụ nữ của đời mình. Kính gửi những lời chúc hay nhất, tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các chị, các em nhân ngày 20 tháng 11.
Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các chị em gái dâu họ Ngô luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc các chị luôn vui tươi, xinh đẹp, yêu đời. Và chúc các chị em hãy sống hết mình, cháy hết mình, hãy yêu thương những gì mình đang có và cố gắng hoàn thiện những gì mình chưa có để khẳng định bản thân mình bằng lòng chân thành, thủy chung vị tha và trí tuệ. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của các quý vị đại biểu và toàn thể chị em.